Đỗ Quốc Nhân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 25 tháng 6 năm 2017. Thầy Nhân xin trân trọng giới thiệu bộ bàn ghế móc mỏ gỗ vụ gồm có 8 món đã được bàn giao cho khách hàng ở Tam Điệp, Ninh Bình. Thì mình quý vị hãy xem là bộ bàn ghế móc mỏ gồm có 8 thứ. Thầy Nhân vừa đã bàn giao cho khách hàng ở Tam Điệp, Ninh Bình. Thì mình là anh chủ nhà. Ông ngồi ghế quay cho đẹp. Đây bộ móc mỏ gồm có 8 món gỗ vụn đã được thẩm định chúng tôi hoàn thiện là đánh cỡ ly trần, còn nguyên vân gỗ màu cánh dám sẫm rất là đẹp. Và phía trong kia chúng tôi còn một bức tranh chữ tâm. Phía trong này chúng tôi còn bức tranh chữ tâm đã bàn giao ra xong cho một chị khách hàng ở Ninh Bình. Vâng. Tao là nguyên tâm rồi. Thôi đây bộ móc mỏ 8 món đã được chúng tôi bàn giao về đến nhà của khách hàng thành phố Ninh Bình, thị xã Tam Điệp. Móc mỏ cũng là 8 thứ. Nên xin tạm dừng clip ở đây. Xin kính chào khách và xin hẹn gặp khách trong những clip sau. Đấy, xin nhắc lại nhé, đây là bộ bàn ghế móc mỏ gồm có 8 món gỗ vụn đã được bàn giao cho khách hàng ở Tam Điệp, Ninh Bình. Một chiếc bàn này làm rất là lớn, 89 x 1m55. Quý khách có nhu cầu muốn đăng ký, muốn đặt những cái sản phẩm tương tự như này liên hệ trực tiếp với thành viên chúng tôi tại hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng. Số điện thoại liên hệ 0972 770 888 và 0967 110 3 89. Xin kính chào khách và xin hẹn gặp lại khách trong những clip sau.